Nhiều khu rừng bị tàn phá để lại rác rến, cây cối đốt cháy xém, đất đai bán hết để xây dựng nhà cửa. Nắng đi mấy đường này để cho mọi người thấy khi dân cư lên nó ghê như thế nào, tàn phá môi trường sống của thiên nhiên động vật hết. Lovely, còn condo nữa đâu? Đô đô, con Đô và con Lucky nó đi đường kia. Đô đô, Lucky, here, come here. Đô đô, Lucky, come here. Đi qua đây để mua cá cho nó cá nữa. Come here, this way. Come here, come here. Lucky, Đô đô. Đi đường này nè.